Dạ con chào cô. Dạ hôm nay gia đình Tùy Duyên ghé thăm cô, gửi tặng cho cô một thùng mì, một cái đường, một chai nước tương, lì xì cho cô 200. Cô phải lấy giùm con. Gia đình Tùy Duyên em này là nuôi một người mẹ bị bệnh. Dạ tặng cho cô 200 để xoay sở trong gia đình ha cô. Dạ. Cô Thổ em này phải một mình phải nuôi một người mẹ bị bệnh tâm thần phải không? Và một người em sao bữa nay giờ chú ở đây rồi sao chùm mền vậy? Lạnh rồi hả? Sao? Không sao, giờ thôi đang bị lạnh mà. Nhưng mà trong mình chú có khỏe không? Có cần bác sĩ không? Lúc trước là chú còn khỏe mạnh lắm, đi làm rồi bị chợt té thành ra bị tai nạn lao động rồi bị liệt luôn. Chúng tặng đá hả? Chùm đi chú, để lạnh không? Có cần bác sĩ gì không? Thuốc men này là của chú đó hả? Thuốc của chú chứ của cô luôn á. Cô đi uống bánh nó về bị dai cuộc sống nó lại chứ bị mất ngủ nữa. Gói loạn tiền đình vậy đó. Chứ gói loạn tiền đình hả? Cũng bị bệnh cũng nhiều. Có mình nên cô hả? Phải chăm sóc hai người bệnh luôn. Rồi bây giờ cổ cũng đã bị bệnh luôn mà. Có người con gái gả Đài Loan. Nhưng mà lúc trước á thì cũng có tiền cho chút đỉnh, bây giờ hết rồi hả? Bây giờ nó sang con, nó hai đứa con rồi. Dạ. Rồi bà bị bệnh thành ra bà không biết gì đâu, bà nói gì nhà này dạ chị hả? Bà ăn hả? Bà ăn gì vậy? Ăn canh đu đủ, không ăn đu đủ bỏ ra hết vậy đó hả? Ăn chứ. Sao để ra ngoài? Để ra ngoài vậy á. Dạ. Bữa nay trời mưa đưa bà vô đây. Rồi bà la ăn gì rồi chú ngủ được không? Rồi quần áo rồi cô mua cho bà được 3 bộ đó hả? Trời ơi, mua 5 bộ nè, rồi nó xé. Một hồi từ hôm Tết giờ là hết 8 bộ đồ rồi. Xé hoài hả? 4 cái mòn rồi, 4 5 cái mùng rồi xé tanh bành hết trơn luôn. Đây. Bà bệnh rồi, bà bệnh đó, bà đâu có thần kinh, bà đâu có ổn được. Cái này chắc làm đủ mua quần áo cho bà quá. Vậy cho bà xé rồi, bà mới mua cái mùng nữa rồi. Mới mua bộ đồ đây rồi, chưa tới bạn tới đâu rồi xé nữa rồi. Bỏ đâu nữa rồi, bỏ đâu nữa rồi. Hết biết rồi. Vậy chứ bà bệnh rồi sao giờ phải chịu thôi chứ. Tây. Dạ. Mua mùng luôn hả? Bây giờ bà cứ phải xé hoài đi, tại vì cái thằng cái nhà mưa dột cái gì để cái thao cái đất mục vậy? Mưa nhà mưa dột tùm lum hết trơn trời luôn á. Có bị lũng sao có mấy tấm tôn nó bị phát lỗ linh đó. Lỗ linh đó. Cái nhà này trên này nó cũng siêu rồi, cái mấy cái cây nó một mẹ nó
dột nè, hứng thao nước nữa chàng ơi. Đây hứng thao nước. Tiếng hồng lúc trước hai cô đi đi bán nó hai giờ, bây giờ là cô đi bán rồi tới 8 giờ không được nghỉ một chút nào, biết là đuối luôn. Thôi gán đi cô ơi. Vậy nãy giờ á đâu mình cho bà mát rồi á, đâu mình cho mẹ đó. Trong ngoài đừng ông cũng mình mà đừng bà cũng mình thôi, chứ giờ không có ai mà để nương tựa nhờ được trên. Còn anh em không hay tiếp được phần nào đứa con đó thì nó ôm dơm, nó bụng bệnh, nó không biết nó đang nó nghỉ học rồi nó đi mằn nổi hay không. Bé nó đang đi học rồi tính cho nghỉ hả? Dạ, học lớp